Okay, so how are you today? Today, very tired. So why do you feel tired like that? Today nhìn tại Làm nhiều việc đúng không? à Cho đây mình nghe cái điện thoại đó sao? vâng. Right, okay. So can you tell me why are you tired like that? Because today I take a lot of job like Là rất là như là gì? Tụi mình không có kể ra nhiều thứ nhưng mà người đó là mình làm rất là nhiều nhiều việc thì mình thấy sao? I have I have had to do to a lot do job like packing goods, đóng lot gói cũng of kiểu như là đóng gói nhưng mà cái là công việc đó là nó đã thường xuyên xảy ra nhưng mà bữa nay mình làm nhiều thời gian hơn thì sao? Ok. hôm nay nhiều thời gian hơn. Đúng không nè, giống như là mình phải làm nhiều thời gian hơn đó. So what else have you And the weather today is very, very hot. the weather, right? Yes. Okay, the weather is very hot, but is there a conditioner in your company at your workplace? In what's like it's not it's very hot. It's just only in the relax room. Is there any fans? Are there any fans for you and your coworker? Fans, you know. What? Okay. My company, they are thirsty people. Just 30 people. But are there any fans? Có cái quạt máy nào không? Tức là có quạt gió nào không? Instead of air conditioner. Không có. Yes. Yes, we have, but not cooking. It's still hot. Okay. So how do you feel when you come back home? Is it better? It's usually 5, half past 5. My job is finished, but today is like you làm liên tục không? Constantly, right? Right. Yeah. Okay. You keep working all the time, right? Yeah. And non-stop, right? You mean? Okay. Yes. Yeah, so, but do you get more paycheck for that? I mean, Paycheck. mình có nhiều lương hơn không?
to get more paid for the hours that you did. Không có à, kiểu hôm nay là công việc thì vẫn như thế, nhưng mà kiểu như nó kiểu vừa nóng mà vừa làm phải làm nhanh nữa, chứ kịp giờ ấy, cho kịp giờ ta làm ấy, chứ không tăng ca, kiểu làm tất cả mọi việc phải xong trước giờ tăng ca ấy. Have to finish before mình phải làm trước cái deadline đúng không? Cái thời hạn mà cho phép. I don't know how to explain that, but mình có thể sử dụng là rất là very very bad. It's appalling, right? Very bad condition, right? Nếu mà mình làm việc trong cái điều kiện tốt hơn thì có thể là cái năng suất sẽ tốt hơn đúng không nào? Good. Right. So now let's come back our lesson today. Mình sẽ trở lại với những cái gì mà mình đã được học cái phần trước nha. There are some reasons for you to learn English. Because there are some reasons like this. You like to learn English because of the business, right? And something like traveling or your study or you want to get more friends who can't speak your language, right? Thì bây giờ mình sẽ có một vài cái cụm từ ha, đi vào cái bài hôm kia đó là mình cố gắng mình nhìn lại ha và nhớ những cái cụm từ, những cái expression mà quan trọng ha. Thì như là I like you to meet my friend. It's pleasure to meet you. Rồi great to meet you này kia. Nhìn sơ qua, go through all of these. Đâu nè. Rồi bây giờ mình sẽ qua phần bên đây ha. Tại vì cái này là mình đã học rồi, cái này mình coi lại để mình nhớ nè. Ở đây thì người ta có là Just tell me two ways to introduce people. Có hai cách để mình giới thiệu. Về một người. Thứ nhất là formal First and is informal. I'd like you to meet Someone. friend. And the next way. How about the next way? The another way to introduce someone. It's pleasure to meet you. Không? This is cái này là cái formal, cái informal, cái thông thường là mình ưa nói đây là bạn tôi này, this is my friend. Còn nếu mà cái trang trọng chút xíu nha thì mình nói là I would like you to meet my friend. Đó là cái cách trang trọng ha. He This is my And three ways to greet new people. Và cách để chào ta, chào người mới. Mới là cái chỗ expressor đó. Nào, come cái đầu tiên đó là cái gì nè? friend. It's pleasure. Pleasure nè. First one. It's pleasure to meet you. Now first one. And the next one. Great to meet you. Great to meet you. And the last way. The last way is. How's nice to meet you. How nice to meet you. That's great. So three ways to tell others they can be informal. Có vài cách để nói với họ rằng họ có thể informal được ha, có thể xử bình thường thôi, đừng có trang trọng. Please call Please call me, my cộng tên của mình đúng không nè?
Everyone call me by my nickname. Okay, good. And about the last way. Name. Just call me money. Okay, that's great. Rồi mình sẽ sử dụng những cái này để mình có thể gặp người ta, mình có thể chào hỏi được ha. Okay. In your real life. Và bây giờ mình sẽ qua bài mới nha. Okay, so now look at here. Nhìn vào đây ha. Okay. Today we're gonna learn about a topic, the old topic, right? Getting acquainted. Đúng không? Đó là làm quen. Đúng không nào? Làm quen. Okay. Và lesson one, mình sẽ jump right in. Lesson one, meet someone new. Okay. Now repeat after me. Meet someone new. Let's see. Meet someone new. Tức là mình sẽ gặp một người nè một người nào Người mới. mà mình chưa từng biết luôn. Okay, so now the first one is the conversation and the next one is grammar information questions with B. Okay, này mình review lại với nha. Những cái information question là mình đã học rồi. Can you tell me some? Okay, some word to make question with that. Những cái từ mà mình có thể hỏi nha, để đặt câu để lấy được cái information question. Information như là gì nào? Từ là Information. W-H, nhớ không nè, những từ bắt đầu W-H what nè. Rồi gì nữa nè? When, Where, why, why, rồi where, rồi gì nữa? What else? which, Which? Okay, good. yeah. Ngoài WH thì mình còn có là how long, how far này kia rồi ha. Okay, thì cũng là lấy thông tin từ người ta. Okay, good. Và chúng ta sẽ đi vào cái the conversation. Now first look at here. Look at the picture and look at the conversation as well. Now, are there any words that you have no idea? Please underline. But I think they are basic, right? Mấy từ này toàn cơ bản hết. Okay, so can you get? Now just go through the conversation and get what they talk about. Cái này nó muốn nói về điều gì nha? They talk about a new people. New people, right? New person, đúng không nào? Một người mới nào đó, đúng không? Someone new cũng được. Okay, good. Right now, just listen to the conversation and get the idea from that. Now. Read and listen to people meeting someone new. Who's that? Over there? I think she's new. Well, let's say hello. Good morning. I'm Alex, and this is Lauren. Hi, my name's Catherine Gao, but everyone calls me Kate. Great to meet you, Kate. Where are you from? New York. Okay, so, right. Bây giờ thì mình sẽ role play M A N U R B here. Okay, so who's that? Over there. I think she's new. Well, let's see Helen. Good morning. I'm Alice, and this is Lauren. Hi, my name is Karen Gao, but everyone calls me Kate. Great to meet you. Where are you from? New York. Right now, let's be changed. You go first. Who is that? Over there, I think she's new. Well, let's say hello. Good morning, I'm Alice and this is Lauren. Hi, my name is
Catherine Gao, but everyone calls me Kate. Great to meet you. Where are you from? New York. Okay, good job. Ở đây thì mình chú ý ha. Thường là cái chỗ mà nói âm này là người ta không có đọc là this is mà người ta đọc là this is luôn. This is. This is. À, giống như là this is. This is. This is. This is. This is. Để nữa mình nghe thì mình sẽ this. Mình sẽ hiểu chút đó ha. Okay. Excellent. So can you tell me about the name of the girl in the new person in the conversation? Thông tin tìm thử thông tin xem cái người trong mới ở trong đây tên gì. So can you tell me about the new person's name? Hi. Người nào đây? Yeah, who's that over there? Okay, she's Her name is Catherine Gao. Phải không? Đúng rồi. Phải bắt cả tên Gao. Okay. À, đúng ạ. Anh chắc ạ. You sure? Are you sure? Yes, I sure. I'm sure. Why think that? Who's that? Who's that? I don't. Okay, over there. I don't know. Huh? I think Oh, she's you. Let's say hello. Cái hai người này mới đi lại nha. Good morning. I'm Alice, and this is Lauren. Hi, my name is chỗ này đúng rồi đó. Nhưng mà này nó đã làm bị sai. Sao người lạ như A là B? Giống như này là nó làm mình bị sai, giống như mình phải phát hiện file là mistake, right? Đúng rồi đó. Yeah, Catherine Gao, that's right. And what is her nickname? Her nickname is Kate. Okay, good. So how can she greet? Okay, at first, the way that she greets. At first, cái cách mà cô này cô chào khi mà mình cô gặp đầu tiên là gì nào? Cũng cái cô ai A and B. How can A how can B greet C đi ha? Okay, at first, lần gặp đầu tiên nha. Mình có ba cách chào đúng không nè, đúng không? Thứ nhất đó là cái gì? Let's say hello. Đó là great to meet you friend, là cách chào đó. First, yes, let's say hello. Great to meet you là cái cách chào đó. Có ba cách. Thứ nhất đó là pleasure to meet you đúng không? How nice to meet you and great to meet you nhé. Thì cô này cô chào là great to meet you. Cái câu này nó cũng ngắn nha. Okay. Ở mình thì mình ưa nói nice. Việt Nam mình dạy là nice to meet you. Nhưng mình có thể great cũng được. Okay, good. And where is she from? Where is she from? She's from New York. Vậy là cái này nó làm bị sai cái ấy rồi. Cái nhân vật á. Bởi vì mình thấy có ba người mà cuối cùng người thứ ba đúng không? Thì hoài, hỏi hoài, không biết sao. Okay, so. Right, bây giờ mình sẽ qua information questions with B. Okay, review. Thì đối với dạng này thì mình chỉ có dạng WH question with who nè. Rồi where, what. Okay, how. Là để như hỏi về người thôi đúng không nè. Như đây thôi. Okay, hỏi về thông tin, lấy thông tin thôi. Right, so, now first one. Who's missing? Này mình gọi là missing. Miss hay là Mrs. hay là Miss? Miss. Miss. Miss này nghĩa là có hoặc chưa có gia đình đều dùng được nha. Okay. Nhìn chung, mối quan chung. Okay, Miss. Nieto. Okay, so now this one.
She's my teacher. Thì bây giờ mình sẽ nói cái gọi là cái vị trí là cái vị trí của người đó đúng không nào? Okay, she's my teacher, she's my mother. Okay, so who are they? Thì mình bắt đầu vào. They are ngược lại hoặc là mình sẽ dùng cái contraction của they are là there, right? Có nhiều người dùng there rồi rồi tiếp tục để thêm chữ are vô nữa thì nó lại bị dư đúng không nào? Một là mình sẽ nói như thế nào? They are tách ra. Hai là mình nói nhanh là there luôn, không có dụng mà there are nha. Okay. Đúng không? Okay. Right, now next tip. Mình sẽ có gì đây? Hỏi về cái gì đây? Nơi chốn đúng không nào? She's from hoặc là where are you from, tùy vào cái chủ từ để mình trả lời cho câu trả lời. What city are you from? Cụ thể hơn là thành phố nào ha? Okay. Rồi what's your occupation? Câu này thì mình ưa hỏi lắm, tức là nghề nghiệp của bạn là gì? What his email address? Right. What their names? Tên của hai người đúng không? Kể ra. How old is your brother? How old are they? Right. Okay. It's easy, right? Rồi ở đây thì mỗi câu thì mình làm thử một ví dụ. Just make an example for one. Okay, each one. Like. Okay, like this. So ít nè, so nhiều. Okay. Now, come on. Yeah. This one first. It says the so Nieto. Mình làm thử mình đi. Make Who's Miss My? Okay, good. She's my or she's my? My. I mean, Min, huh? Miss Min. Mm-hmm. Your friend real name, right? No, it's just fake name. It's not real name. Okay, so mình sẽ nói là she gì? Answer them. So just answer the question. She's my sister. Okay, good. Now next. Who are they? Mm-hmm. They are my thì đi như cái gì classmate đúng không? Họ là đồng nghiệp của tôi đúng không nào? Colleague hoặc là coworker. Who are they? They are my worker. They are my gì? Worker. Từ they are my gì? They are my creature. Là ý nghĩa gì? What does it mean of it? Đồng nghiệp. Đồng nghiệp hả? Có là colleague. Cái gì ta? Colleague. Không, mình sẽ đọc thành colleague. À, colleague. Colleagues và thêm âm giờ. Colleagues. Em đây đọc thành âm giờ. They are my colleagues. Okay, tại vì này kết thúc bằng âm g, g là âm rung, bởi vì âm s bị biến thành âm giờ. Colleagues, được không em? Hoặc là coworker thì dễ nói không? Nhớ coworker. Know that. Có chữ coworker nè. Okay. We have coworker. This always mean like đồng nghiệp. Okay. Now next. Now the next question. Mình đổi thành khác đi. Where's he from? Where's she from? Mm-hmm. She's from Hội Sài Gòn, Hồ Chí Minh City. Okay, great. And here, what city? What city are you from? Mm-hmm. We are from
city. Where city are you from? We are from Hanoi. Okay, Hannah, that's great. So, how about the job? What's your occupation? What's your occupation? I'm a singer. I'm a singer, right? Singer. A singer. Okay, good. Singer. This one. What's his email address? Email. Is mean I comment I comment đọc là at as555.com. Thì được nha. Okay. Word, simple. Okay. Just get it simple and short. Now this one. What are the Okay. names? Mass and Flora. Oh, that's why. How old is your brother? He's 18. Great. And this one. How are they? She's 25 and her little brother is 5. Okay, good. Yeah, that's great. Mình chú ý một vài cái contraction ở đây nha. Okay. Contraction thì nó cũng khá là trọng ha. Okay. It's quite important. Tại vì có lúc á, mình sẽ bị lộn. Được chưa? Có lúc mình sẽ bị lộn là chỗ chỗ S này nè. Đúng không? Ví dụ như là chữ nào mình ưu bị nhầm, trong cuộc sống mình có một vài cái contraction mà mình ưu bị nhầm, chẳng hạn như chữ nào had better, đúng không nè, had better đó thì mình tưởng chữ would cơ mà. Ví dụ như I leave tốt hơn là tôi rời bây giờ tại vì không có còn kịp nữa, I better leave now, đúng không? Nhưng mà cái này nè mình ưa bị nhầm, mình tưởng là would ha. Mình tưởng